Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học trực tuyến đại chúng MyLab.vn. Mình tên là Chế Công Bình. Và ở nội dung ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một cái giao diện như thế này. Ở bài trước chúng ta đã xây dựng một giao diện có thêm là subscription và cái button chọn như thế này. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ thêm một cái khung cho phép chúng ta nhập dữ liệu như thế này. Chúng ta có thể enter xuống dòng và nhập tiếp dữ liệu, chứ không phải là một cái dữ liệu đơn như thế này, chúng ta không cho phép chúng ta enter. Bạn thấy ha. Đó, vậy làm sao để chúng ta xây dựng được một cái khung dữ liệu như thế này và cho phép chúng ta nhập nhiều dòng như thế này? Thì mình sẽ xin giới thiệu các bạn một cặp thẻ cho phép chúng ta làm điều này, đó chính là cặp thẻ Text Area. Cái này được gọi là Text Area. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây dựng cặp thẻ này nha các bạn. Bây giờ mở lại cái bài cũ chúng ta lên. Đây là bài cũ chúng ta ở ngày hôm trước mà chúng ta đã làm. Và chúng ta sẽ thêm, các bạn thấy đây là chúng ta sẽ thêm một cột nữa đúng không nào? Rồi chúng ta sẽ có thêm một cột, một dòng, hai dòng, và chúng ta có thêm hai dòng. Rồi có thêm hai dòng nữa. Khai báo nào. Một dòng, hai dòng. Rồi dòng đầu tiên, dữ liệu chúng ta sẽ được hiển thị trên hai cột đúng không các bạn? Đây cái chữ chúng ta, nó sẽ hiển thị trên hai cột. Rồi vậy là con ben đúng nào, hiển thị trên hai cột là con ben bằng 2 xuyệt td. Và giá trị chúng ta nhập vào lúc này là addition comment đúng nào, additional comment. Rồi chúng ta chạy lên để xem. Các bạn lưu ý là vừa làm chúng ta vừa test như vậy để tránh lỗi sai. Có rồi, addition comment đây. Và tiếp theo, cái khung bự bự này nó cũng chiếm hai cột đúng các bạn. Rồi vậy mình copy cái này luôn cho nó nhanh. Khung bự bự cũng chiếm hai cột đây. Thì cái khung đó chúng ta sẽ gọi như lúc nãy mình nói là text area. Chúng ta sẽ sử dụng cặp thẻ là text area. Đây chính là cặp thẻ này. Thì cặp thẻ text area này nó sẽ cho phép chúng ta nhập dữ liệu và cho phép chúng ta nhập và xuống hàng nữa nha các bạn. Thì giống như cái cặp thẻ input khác, chúng ta cần phải có một cái name. Ví dụ như đây, vì là cũng là kiểu test nên mình đặt là TT area. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lên. Chúng ta có cái này ha các bạn. Đây chúng ta đã có rồi. Đó. Text area đây. TD, xịt TD, comment 2. Rồi. Vậy làm sao chúng ta thấy là cho cái text area chúng ta bự lên như vậy? Bạn thấy là cái text area chúng ta nó rất là bự. Vậy làm sao chúng ta cho bự lên như thế này? Thì chúng ta sẽ có thuộc tính. Nhưng mà chúng ta lưu ý, chúng ta mở rồi nè, mà chúng ta quên đóng rồi đúng không? Phải có thể đóng nữa đây. Text area. Đó, mở xong phải đóng liền. Nhưng thẻ input thì chúng ta không cần thẻ đóng nha các bạn. Các bạn chỉ cần để như vậy, gọi thẻ input và đóng ngoặc như thế này là được. Nhưng thẻ text area chúng ta phải có thẻ mở và cũng phải có thẻ đóng. Đây, chạy lên. Đó. Rồi, và lúc này các bạn lưu ý, để làm ô bự như thế này, như lúc nãy mình nói, chúng ta sẽ có một thuộc tính gọi là scan. Có nghĩa là định số cột cho cái khung của chúng ta đó. Ví dụ như mình để đây là 30 cột. Thì các bạn xem nhé. Chạy lên. Các bạn chờ một tí. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại. Lưu ý các bạn là con có S nha các bạn. Rồi mình chạy lại. Các bạn thấy là chiều rộng nó đã nở ra thêm rồi đúng không bạn? Nè, nó sẽ dài, nó đã dài thêm rồi. Vậy để chiều cao, hiển nhiên là con là cột, là chiều cột như vậy đúng không bạn? Đây là cột là như vậy. Bạn thấy là cột nè. Đó, nó giống như là thẻ table. Cột là từ trái qua phải đúng không nào? Và để tăng chiều cao nghĩa là dòng đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có tính nữa là round bằng, mình cho là 20 dòng đi. Đó. Đó các bạn thấy ha. Rồi để 5 dòng, 10 dòng thôi.
Đó. Còn các bạn không đích 10 dòng nữa thì 5 thôi. Đó, bạn thấy ha. Đó, vậy để định chiều rộng chúng ta sẽ dựa vào thuộc tính là con, và để định chiều dài, chiều cao của nó chúng ta sẽ qua thuộc tính là round. À, lúc này chúng ta thử nhập dữ liệu vào xem. Đó, các bạn thấy là cho phép nhập dữ dòng, enter xuống được luôn nè. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta đã được học thêm một cặp thẻ nữa, đó chính là cặp thẻ text area. À, và trong cặp thẻ text area này, để định chiều rộng cho cái text area chúng ta sẽ có một thuộc tính gọi là thuộc tính con và giá trị cái chiều rộng. Và để định chiều cao chúng ta sẽ có tính là thuộc tính row và giá trị. Và chúng ta còn gì nữa bạn? Hết được đúng không các bạn? Và mình lưu ý là lúc chúng ta mở cặp thẻ text area và chúng ta phải có cặp thẻ đóng text area. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đã xây dựng được một cái giao diện như thế này. Xin chào và hẹn lại các bạn.